Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các đại biểu được học tập các chuyên đề, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ đảng viên nắm được nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả.